không phải diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt dàn đồng nghiệp nhờ điều này. Trong số những tiểu hoa sau 85, có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh đã vượt xa những đồng nghiệp cùng lứa, nhờ loạt phim chuyển hình thành công như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ. Mới đây, nữ diễn viên lại một lần nữa khẳng định vị trí vững chắc của mình ở showbiz qua chi tiết này. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh được bắt gặp tham gia bỏ phiếu tại hội nghị của Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc, với tư cách là thành viên mới của ban hội đồng. Tên của nữ diễn viên cũng xuất hiện trong danh sách thành viên ban hội đồng mới được công bố ngày 13 tháng 9. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ, vì bản thân Triệu Lệ Dĩnh không được đào tạo diễn xuất chính quy, không có tư bản chống lưng, đóng vai phụ liên tục 7 năm trời, nhưng có thể đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Những lý do Triệu Lệ Dĩnh có mặt trong Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình được cư dân mạng đem ra bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng, nếu xét về diễn xuất thì cô nàng còn thua xa những đồng nghiệp khác, xét về mối quan hệ thì lại càng hạn chế, vì tính cách thẳng thắn, hướng nội. Theo nhiều nguồn tin, Triệu Lệ Dĩnh có được vị trí này nhờ công việc từ thiện trong suốt nhiều năm. Nữ diễn viên khá chăm chỉ đóng góp vào các hoạt động xã hội và tạo dựng được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Ngoài lùm xùm về việc kết hôn và ly hôn, đời tư của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn sạch sẽ, không có phốt lớn về đạo đức hay tính cách. Triệu Lộ Tư bị mỉa mai vì mang dàn vệ sĩ hùng hậu đi sự kiện. Trong dàn tiểu hoa sau 95, Triệu Lộ Tư là cái tên luôn nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, nữ diễn viên lại gây tranh cãi vì hành động này khi dự sự kiện. Khi có mặt tại một chương trình quảng bá của nhãn hàng ở Thành Đô, Trung Quốc, Triệu Lộ Tư đã không tiếc tiền thuê tới dàn vệ sĩ hơn 20 người để bảo vệ mình. Sự việc sẽ không có gì nếu netizen chỉ ra đây là sự kiện nhỏ. Người hâm mộ cũng đã bị chặn lại ở hàng rào. Thậm chí nàng tiểu hoa còn không khó khăn trong việc di chuyển. Vậy tại sao nữ diễn viên lại phải mời tới nhiều bảo vệ như vậy? Không ít bình luận cố ý mỉa mai Triệu Lộ Tư làm màu. Tên tuổi vừa lên chút ít đã nghĩ mình là đại minh tinh nổi tiếng, quốc dân độ ngút trời. Thực ra không ít các ngôi sao hoa ngữ cũng từng có dàn vệ sĩ hùng hậu theo bảo vệ khi xuất hiện tại các sự kiện như Angelababy, Phạm Băng Băng, Cảnh Điềm và bị chê bai lố bịch, phô trương. Tuy nhiên một số cư dân mạng lại đứng ra bên vực nghệ sĩ, vì vẫn có trường hợp họ bị đụng chạm hay ném đồ vào người. Sau thành công của Tinh Hán Sáng Lạng, Vụng Trộm Không Thể Giấu, danh tiếng của Triệu Lộ Tư tăng lên đáng kể. Thế nhưng thay vì tiếp tục vào đoàn phim mới, thì nữ diễn viên lại dành thời gian nghỉ ngơi và tham gia các chương trình giải trí nhẹ nhàng. Có tin đồn cho rằng, nàng tiểu hoa đang xích mích với công ty quản lý nên sự nghiệp bị ảnh hưởng. Cặp phụ hot nhất Vân Chi Vũ hợp tác lần 2, đảm nhận vai chính trong phim mới. Vân Chi Vũ có thể coi là bộ phim nhiều thị phi bậc nhất hiện nay của màn ảnh hoa ngữ. Nguyên nhân bắt nguồn từ hành vi nâng đôi phụ dìm đôi chính của đạo diễn Quách Kính Minh. Mạch phim bị cắt ghép rời rạc, khiến cho thiết lập nhân vật cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Ngô Thư Hân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoàn toàn lu mờ trước cúp bồ phụ cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Bỏ qua hành động đáng lên án của Quách Kính Minh, việc Thừa Lỗi và Lưu Dục Hiểu được công chúng đón nhận nồng nhiệt, gây sốt mạng xã hội trong suốt khoảng thời gian Vân Chi Vũ lên sóng là điều không thể phủ nhận. Gần đây còn xuất hiện đồn đoán, Thừa Lỗi và Lưu Dục Hiểu được thượng vị lên hàng nam nữ chính, nên duyên lần hai trong dự án phim hiện đại Vật Trong Ao. Tính đến hiện tại, phía nhà sản xuất Vật Trong Ao vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về dàn cast chính, lẫn màn song kiếm hợp bích giữa Thừa Lỗi và Lưu Dục Hiểu. Tuy nhiên, khá nhiều dân tình lại tỏ ra hào hứng trước cuộc tái ngộ này, bởi dù sao ở Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi và người đẹp họ Lưu chỉ là vai phụ, ngay cả khi được thiên vị hơn thì tổng thời lượng họ lên hình cũng khó lòng bằng đôi chính. Nếu thượng vị diễn chính Vật Trong Ao, khán giả có thể thỏa thích ngắm nhìn những thước phim tình tràn màn hình của Thừa Lỗi cùng Lưu Dục Hiểu. Lưu Dục Hiểu là nữ diễn viên trẻ sinh năm 1999, đến từ Thượng Hải. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào chương trình Phái Diễn Xuất, chương trình về diễn xuất do Youku sản xuất. Sau đó, Lưu Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim Cổ Trang Ngọc Chiêu Lệnh, ra mắt năm 2021, với vai diễn Kỳ Mục Y La. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Lưu Dục Hiểu từng theo học ngành thiết kế thời trang tại Vương quốc Anh. Nhưng từ những năm 16 tuổi, Lưu Dục Hiểu đã ước mơ trở thành diễn viên, nên sau khi trở về nước, cô theo đuổi thực hiện ước mơ của mình. So với Lưu Dục Hiểu, kinh nghiệm diễn xuất của Thừa Lỗi có phần ít hơn đôi chút. Ngôi sao sinh năm 1993 tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Hà Bắc và vô tình được đạo diễn nhìn trúng, hậu Vân Chi Vũ. Thừa Lỗi tiếp tục được giao vai phụ trong Nhan Tâm Ký do La Vân Hy và Tống Dật đóng chính. Ngoài ra, cũng có nguồn tin nói rằng, nam diễn viên sẽ đảm nhận vai nam thứ ở Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư.
Vương Hạc Đệ bùng nổ vì dù chuẩn tổng tài ngôn tình xé sách bước ra đời thực. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ gia nhập đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh cùng Bạch Lộc. Hiện tại, đây cũng là dự án phim ngôn tình hiện đại được khán giả mong đợi nhiều nhất. Chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng, lại có hai lưu lượng đình đám tham gia, Dĩ Ái Vi Doanh được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi lên sóng. Trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ vào vai chàng tổng tài thời Yến, với lợi thế thân hình cao lớn, gương mặt điển trai góc cạnh, vậy nên chàng Mỹ Nam 9X này nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Loạt tạo hình của Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh khiến dân tình mê mẩn vì quá điển trai, đặc biệt khí chất áp đảo của anh chàng khiến nhiều người không thể rời mắt. Tạo hình nam chính thời Yến của Vương Hạc Đệ gây ấn tượng mạnh mẽ khi diện vét tối màu, cùng chiếc kính cực kỳ nghiêm túc, từng bị chê bai vì tạo hình quá xấu ở Ngộ Long. Giờ anh chàng đã có bước tiến vượt bậc từ Thương Lan Quyết đến Dĩ Ái Vi Doanh. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc ở hậu trường phim cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều người bày tỏ lo ngại về nữ chính của Dĩ Ái Vi Doanh. Theo những hình ảnh hậu trường được đưa ra trước đó, tạo hình của Bạch Lộc bị nhận xét có phần cũ kỹ, quê mùa, không giống như nữ chính nguyên tác. Những tạo hình này cũng khiến cho nàng Tiểu Hoa trông có phần dừ hơn bạn diễn khá nhiều. Việc chênh lệch ngoại hình sẽ khiến Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khó bùng nổ phản ứng hóa học. Theo thông tin được đưa ra gần đây, có vẻ như phía nền tảng phát sóng đang muốn chiếu Dĩ Ái Vi Doanh vào tháng 10 tới đây. Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận, khiến nhiều khán giả cực kỳ mong ngóng. Cùng diện Hồng Y, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt ba bại trước mỹ nhân kém tiếng này. Mới đây, bộ phim Vân Chi Vũ do Ngô Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính đã được lên sóng, tuy nhiên thành tích phim lại không được như mong đợi. Nguyên nhân là bởi thiết lập nam nữ chính quá chìm, trong khi đó, nam nữ phụ là Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu lại nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, nữ phụ Thượng Quan Thiển do Lư Dục Hiểu đóng lại được khen đẹp hơn cả nữ chính. Trong Vân Chi Vũ, Lư Dục Hiểu có rất nhiều tạo hình đẹp, khiến khán giả mê mẩn. Trong đó, tạo hình Hồng Y trong cảnh Thượng Quan Thiển quyến rũ cung Thượng Giác nhận được sự chú ý nhiều nhất. Vẻ đẹp mong manh nhẹ nhàng, lại thêm phần thanh khiết của Lư Dục Hiểu, được ví như một đóa sen xinh đẹp. Ngay lập tức, có cư dân mạng đã đem tạo hình Hồng Y của Lư Dục Hiểu ra so sánh với dàn mỹ nhân cổ trang năm 2023. Trong bộ phim An Lạc Truyện lên sóng trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có một tạo hình Hồng Y xinh đẹp đáng yêu, hay như Dương Tử ở Trường Tương Tư khi diện Hồng Y lại gợi nhớ đến phân cảnh bi thương trong Rừng Mai. Cả Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lư Dục Hiểu đều được khen ngợi xinh đẹp khi diện Hồng Y. Thế nhưng, nữ phụ Vân Chi Vũ lại được đánh giá cao hơn nhờ vẻ đẹp mong manh thanh khiết. So với hai đàn chị, cô nàng được cho là hợp với tạo hình Hồng Y này hơn cả. Có thể nói, nhờ vai diễn Thượng Quan Thiển trong Vân Chi Vũ, tên tuổi của Lư Dục Hiểu đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt, khán giả mong đợi cô nàng sẽ bùng nổ hơn nữa trong tương lai. Dân tình đang vô cùng mong đợi các vai diễn tiếp theo của nữ diễn viên này. Tiêu Chiến bất ngờ bị chê già, fan nhanh chóng tung loạt ảnh để lật kèo. Bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do bộ đôi Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà diễn chính là bộ phim được khán giả nóng lòng muốn xem ngay khi có tin phát sóng trong tháng 9 năm 2023 này. Chính vì vậy, ngày đầu phát sóng của Nắng Gắt Bên Tôi đã đạt rating cao ngất ngưỡng, ngỡ đâu bộ phim sẽ một đường thẳng tiến tới thành công. Nhưng những ngày sau đó, rating phim lại liên tục giảm, độ thảo luận về phim cũng không còn như lúc bắt đầu. Cho đến ngày 18 tháng 9 vừa qua, Nắng Gắt Bên Tôi đã phải ngậm ngùi kết thúc trong im lặng. Mới đầu, bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm bởi dàn diễn viên chính siêu chất lượng. Nam chính Tiêu Chiến vốn được biết đến là người có lượng fan hùng hậu, kèm theo đó là được đánh giá khá cao về mặt diễn xuất. Trong khi đó, Bạch Bách Hà lại là ảnh hậu dày dặn kinh nghiệm. Khán giả đã tin chắc rằng, với dàn diễn viên chính này, Nắng Gắt Bên Tôi không thể nào không hot. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng đó, phim của Tiêu Chiến lại cho thấy sự hụt hơi rõ rệt qua từng tập. Bên cạnh vấn đề diễn xuất, ngoại hình của nam diễn viên Tiêu Chiến trong vai nam chính Thịnh Dương cũng vấp phải nhiều tranh cãi của khán giả. Bên cạnh những bình luận đánh giá cao ngoại hình điển trai của Tiêu Chiến, thì cũng có không ít cư dân mạng cho rằng anh chàng đã quá tuổi, thậm chí có phần già dặn hơn hình tượng nam thanh niên tươi trẻ của Thịnh Dương. Không đồng ý với những quan điểm trên, người hâm mộ Tiêu Chiến đã nhanh chóng tung ra loạt hình ảnh trên hậu trường, cũng như các buổi phỏng vấn gần đây của nam diễn viên, để chứng minh vẻ ngoài trẻ trung và điển trai của anh chàng. Có thể thấy, dù đã bước sang độ tuổi ngoài 30, nhưng anh chàng vẫn toát lên năng lượng tươi trẻ, nhờ vào nụ cười tỏa nắng, cùng gương mặt thanh tú hiếm có trong làng giải trí Hoa ngữ. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.